Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trên khắp ba miền Bắc, Trung và Nam, ban ngày hầu như đều khô giáo và có nắng, thời tiết khá là thuận lợi cho người dân trong ngày làm việc đầu tuần mới. Tuy nhiên với người dân ở khu vực Nam Bộ, đặc biệt là các thành phố lớn như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ thì lại gặp vài trở ngại vào buổi chiều tối. Mặc dù đã bước sang mùa khô nhưng mà thời tiết vẫn chưa ổn định. Do nằm ở rìa phía bắc của dãy áp thấp xích đạo nên cứ đến chiều tối và đêm khi mà dãy mây rông hoạt động mạnh lại gây ra mưa rào và rông. Tuy là mưa cuối mùa không kéo dài nhưng lại xảy ra đúng vào thời điểm kỳ chiều cường đầu tháng 10 âm lịch với mức đỉnh chiều lên trên báo động 3. Do đó đã gây ngập úng trên một số tuyến đường như là Bình Quế, Lò Gốm, Kinh Dương Vương với mức ngập là từ 30 cho đến 40 cm. Tình trạng ngập úng sẽ còn tái diễn vào chiều tối ngày mai ở khu vực này bởi vì sau khoảng thời điểm 14 giờ chiều là dãy mây rông lại hoạt động và sẽ gây mưa rông cho các tỉnh thành phía đông như là tại Bình Phước, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và cả khu vực các tỉnh miền Tây như là tại Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Và theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, vào khoảng từ 17 đến 19 giờ là thời điểm mà chiều cường sẽ đạt đỉnh cao nhất trong ngày với mức chiều sẽ vượt mức báo động 3. Mặc dù ban ngày trời hơi nóng vào buổi trưa nhưng đến khoảng chiều tối do có mưa nên lại thời tiết lại khá dịu mát. Thời tiết ổn định nhất trên phạm vi cả nước là khu vực Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên. Do không chịu sự chi phối của hệ thống thời tiết đặc biệt nào nên các tỉnh từ Bình Định cho tới Bình Thuận và khu vực Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc cũng như là tại Lâm Đồng sẽ phổ biến không có mưa ban ngày trời nắng giáo và nhiệt độ lên cao ở mức từ 29 cho đến 32 độ với độ ẩm trung bình ngày ở mức vừa phải và dao động trong khoảng từ 80 đến 85% nên nhìn chung khá thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai, đới gió đông bắc tại đây chỉ còn hoạt động với cường độ yếu, do vậy mà mưa rông cũng giảm hẳn. Tuy nhiên nền nhiệt độ trong ngày mai lại không tăng nhanh. Đêm nay và sáng mai, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời nhiều mây có sương mù nhẹ, trưa chiều có nắng với mức nhiệt sẽ phổ biến dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Trong khi đó, từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi trời nhiều mây hơn vào đêm và sáng, mưa nhỏ rải rác tại khu vực của thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Nên nhiệt độ tại khu vực này cũng sẽ phổ biến ở mức là từ 27 cho đến 30 độ. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, theo nhận định của các chuyên gia khí tượng Thủy Văn, trong khoảng đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tăng cường trở lại. Tuy nhiên lần này chỉ tăng cường với mức độ yếu và sẽ lệch đông, nên khả năng gây ra sự biến đổi lớn về thời tiết tại Bắc Bộ là không nhiều. Ở các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ, trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, mưa nhỏ rải rác có khả năng xuất hiện tại khu vực vùng núi như là tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và các tỉnh ven biển như là tại Nam Định, Hải Phòng. Mặc dù không khí lạnh tăng cường yếu nhưng cũng khiến cho nền nhiệt độ trong ngày mai sẽ giảm xuống cho so với hôm nay khoảng từ 1 đến 3 độ và sẽ dao động trong khoảng là từ 25 cho đến 27 độ. Riêng các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ thì do khối không khí lạnh không có điều kiện xâm nhập nên là nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao đó là từ 27 đến 29 độ. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại. Tuy nhiên với cường độ không mạnh nên trên khu vực của vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc biển Đông bao gồm có cả huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tiếp tục ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió đông bắc thịnh hành ở khoảng cấp 5. Trong khi đó, ở phía nam, rãnh áp thấp xích đạo còn duy trì hoạt động nên mưa rông tiếp tục xảy ra tại phần phía nam của Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Trường Sa, khiến tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống chỉ còn là từ 4 đến 10 km trong mưa. Do đó, các tàu thuyền cần phải lưu ý đề phòng hiện tượng gió giật xảy ra trong mưa rông, đặc biệt là trong thời điểm đêm nay và chiều tối ngày mai những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.